cảm ơn các bạn đã quay lại với buổi livestream của thẩm mỹ viện chúng tôi. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp một chị khách hàng vô cùng dễ thương là chị Mộng Thảo, là một trong những doanh nhân và người mẫu rất là thành đạt với dịch vụ S-Line tái cấu trúc. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng chị chia sẻ quá trình thay đổi nhan sắc nha. Dạ, em chào chị Thảo. Chị ơi, hôm nay buổi mình đã được ngày thứ mấy rồi chị? Hôm nay là ngày thứ 10. Dạ, và hiện tại chị cảm thấy như thế nào ạ? Em thấy rất là thoải mái, giống như là mình chưa từng được đến nó vậy. Dạ vâng ạ, hôm nay rất là đẹp và 3 tháng, 6 tháng sau nó còn đẹp nữa đó chị. Và chị Thảo ơi, chị có thể chia sẻ cho mọi người được biết là động cơ nào đã khiến chị quyết định thực hiện dịch vụ nâng mũi tại thẩm mỹ viện của chúng tôi? Thật ra thì tâm lý của khách hàng thì ai cũng hướng tới một cái là chất lượng và giá cả. Thì em thấy thẩm mỹ viện của mình rất là an tâm về đội ngũ chăm sóc khách hàng và những cái máy móc và thiết bị ở đây thì những thẩm mỹ khác chưa có thì ở đây đã có rồi, nên em rất là yên tâm, cho nên em quyết định em sử dụng dịch vụ ở đây. Vâng ạ, và bây giờ chúng ta sẽ cùng quan sát kỹ lại nhan sắc của chị Thảo trước khi chúng ta xem lại hình ảnh cũ của chị nha cả nhà. Chào tất cả các bạn. Thì chúng ta sẽ quay đây, chúng ta sẽ được nhìn thấy hình ảnh của bạn Thảo khi bạn tới với thẩm mỹ viện Giang Nam. Đây là hình ảnh của bạn cách đây 1 năm. Thì 1 năm trước bạn Thảo đã được đặt sống mũi silicone, sống mũi nhân tạo ở tại một cái thẩm mỹ viện khác. Thì khi bạn Thảo tới với thẩm mỹ viện Giang Nam thì chúng tôi thực hiện dịch vụ bấm mí cho bạn. Bên cạnh đó là tạo hình môi cho bạn. Thì chúng ta có thể nhìn thấy được hình ảnh của bạn Hảo sau 1 năm đối với nếp mí và môi của bạn. Hiện tại thì mình rất là hài lòng về khuôn mặt của mình bây giờ. Cũng cảm ơn thẩm mỹ viện Giang Nam. Bác sĩ ơi, bác sĩ có thể chia sẻ thêm với mọi người là đối với cái dịch vụ S-Line cấu trúc thì thẩm mỹ viện của chúng ta có những cái ưu đãi hay là những cái chế độ chăm sóc như thế nào, bác sĩ có thể chia sẻ cho quý khách hàng được biết được không ạ? Tại thẩm mỹ viện Giang Nam thì trước, trong và sau phẫu thuật tất cả khách hàng đều được thực hiện những cái dịch vụ để được giảm đau. Thì giảm đau áp dụng tại thẩm mỹ viện Giang Nam là giảm đau đa mô thức. Giảm đau này áp dụng trước, trong và sau phẫu thuật. Thì trong quá trình mà khách hàng thực hiện dịch vụ thẩm mỹ và sau quá trình thực hiện dịch vụ thẩm mỹ, song song bên cạnh đó quá trình chăm sóc tại thẩm mỹ viện Giang Nam thì khách hàng hoàn toàn cảm thấy không có đau. Bên cạnh đó thì sẽ được mỗi khách hàng sẽ được một bạn nhân viên chăm sóc rất là tận tình. Vâng ạ, cảm ơn những lời chia sẻ cũng như những cái thông tin rất là bổ ích từ bác sĩ. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng xem lại một lần nữa hình ảnh trước và sau của chị Thảo sau khi thực hiện dịch vụ S-Line tái cấu trúc nha cả nhà. Vâng ạ, và một lần nữa xin mời bác sĩ chúng ta sẽ phân tích lại một lần nữa hình ảnh trước và sau của chị Mộng Thảo. Thì đối với khách hàng thì khi khách hàng tới với thẩm mỹ viện Giang Nam, mũi của khách hàng này đã được đặt sống nhân tạo, thì chúng ta có thể thấy cái chiếc mũi này nó hình dáng nó không khá là ok về bên ngoài. Tuy nhiên là chiếc mũi của khách hàng nó hơi bị lộ sóng một chút. Bên cạnh đó là nó không có được sự mềm mại của cái S-Line này. Các bạn có thể thấy là mũi của khách hàng nó hơi thấp và nó hơi ngắn, nó hơi hết ở cái đầu mũi. Chúng ta sẽ cùng xem lại diện mạo của chị Thảo sau 10 ngày thực hiện dịch vụ S-Line tái cấu trúc nha. Và bác sĩ ơi, chúng ta có thể phân tích lại chiếc mũi bây giờ nó đã khác như thế nào so với chiếc mũi cũ của chị Thảo ạ? Đây là hình ảnh của khách hàng Mộng Thảo trước khi khách hàng thực hiện dịch vụ là nâng mũi S-Line cấu trúc có sửa lại. Thì khi mà đối với khách hàng sau 1 năm khách hàng được dịch vụ bấm mí và tạo hình môi trái tim thì chiếc mũi này có thể là khá là hài hòa với gương mặt của chị. Tuy nhiên nó có những cái ưu điểm. Thứ nhất là chiếc mũi đặt là sụn nhân tạo thì kết quả của nó không có được lâu dài. Cái thứ hai thì
cái đầu mũi của khách hàng khá là to so với chiếc mũi, thì cái đầu mũi khách hàng khá là to và cái tỷ lệ nó cũng không phù hợp. Lỗ mũi khách hàng thì nhỏ, tại vì nó có cái khối chất liệu nhân tạo silicone nó đè nén cái đầu mũi, làm cho cái đầu mũi khách hàng, hai cái lỗ mũi nó bị nhỏ lại và nó không được cân đối. Thì một chiếc mũi mà lai cấu trúc thì lỗ mũi nó phải hạt chanh, một chiếc mũi đẹp thì lỗ mũi hạt chanh, thì lỗ mũi khách hàng này nó đặt hình dạng hạt đậu phộng. Thì sau 10 ngày chúng ta có thể quay lại khách hàng sau 10 ngày, ta sẽ nhìn rõ ràng. Thì sau 10 ngày thì chiếc mũi khách hàng nó còn khá là sưng, tuy nhiên hình dáng của nó chúng ta có thể nhận được đó là một hình ảnh chữ S, chữ S line mà chúng ta mong muốn ha. Cảm ơn chị Hảo đã dành thời gian đến với buổi livestream của thẩm mỹ viện chúng tôi, và hy vọng là với cái nhan sắc thay đổi rất là nhiều, rất là xinh đẹp này, thì chị Hảo sẽ tự tin hơn trong cuộc sống và cũng sẽ thành công hơn trong công việc mà chị Hảo lựa chọn nha. Tôi cũng xin được cảm ơn những cái chia sẻ vô cùng bổ ích từ bác sĩ. Và quý khách hàng thân mến, hiện tại thẩm mỹ viện của chúng tôi đang có chương trình ưu đãi rất là hấp dẫn. Với 10 khách hàng đầu tiên đăng ký sớm nhất sẽ nhận được ưu đãi là một chiếc mũi S-Line Hàn Quốc 12 triệu chỉ còn giảm còn 7 triệu đồng mà thôi. Và tất cả các dịch vụ tại thẩm mỹ viện đều được đội ngũ y bác sĩ lành nghề có kinh nghiệm lâu năm và thực hiện tại bệnh viện chuyên khoa. Và quý chị em mình có thắc mắc thì hãy mạnh dạn inbox cho chúng tôi để các chuyên gia có thể tư vấn thêm nha. Xin chào cả nhà, cảm ơn cả nhà, chúc cả nhà một buổi tối vui vẻ.